Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Số phận sư thích minh tuệ đang trong trên, vô định. Ngày 1 tháng 7, AFI Tiếng Việt cho hay, sư thích minh tuệ mất tích gần 20 ngày, gia đình trình báo công an. Theo đó, sư thích minh tuệ, thế danh Lê Anh Tú, mất tích gần 20 ngày, khiến gia đình lo lắng, gửi đơn cho cơ quan công an các cấp nhờ tìm kiếm tung tích của ông. AFA dẫn đơn trình báo gửi đến công an tỉnh Gia Lai Công an huyện Gia Rai và Công an xã La Tô do ông Lê Anh Thành, em trai Sư Minh Tuệ gửi ngày 1 tháng 7 cho hay. Tối ngày 12 tháng 6 năm 2024, ông Lê Anh Tú có thông báo gia đình với nội dung Hiện tại người dân tập trung gây mất an ninh trật tự nên có người không biết từ bên nào báo với ông Lê Anh Tú phối hợp tạm di chuyển đi nơi khác từ 5 đến 7 ngày để tình hình trật tự sớm ổn định. Bên cạnh đó, ông Lê Anh Tú cũng nhắc nhở vợ chồng ông Lê Anh Thịnh sớm làm hàng rào để bảo vệ cây cối. Rồi ông Lê Anh Tú sẽ trở về cốc, tiếp tục tu tập và học tập theo lời Phật dạy sau năm 7 ngày. Và đây là hình bản tin trên AFA. Tuy nhiên, sau gần 20 ngày, gia đình hoàn toàn không hay biết về tình trạng tinh thần và sức khỏe của sư Minh Tuệ. Cho nên, gia đình chúng tôi nói riêng và rất nhiều Phật tử yêu quý thích Minh Tuệ trong nước và quốc tế nói chung đều đang rất hoang mang, lo lắng. AFA cho biết, ông Lê Anh Thịnh, trong cùng ngày 1 tháng 7 đã lên các kênh YouTube chuyên đưa tin về sư Minh Tuệ, xác nhận lại nội dung lá đơn nêu trên. AFA dẫn lời ông Nguyễn Viết Dũng, người từng khởi xướng một lá đơn, yêu cầu Bộ Công an minh bạch thông tin về sư Minh Tuệ sau vụ việc ngày 3 tháng 6 cho rằng từ sau khi nổi tiếng một cách bất đắc dĩ đến nay thì mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Và hơn nữa, cũng đã có bằng chứng rõ ràng cho thấy công an đã bắt thầy một lần rồi, đó là vào rạng sáng ngày 3 tháng 6. Yếu tố thứ hai đó là cũng trong đơn của anh Thành cho biết rằng thầy Minh Tuệ cũng dặn gia đình làm hàng rào bảo vệ cây rồi sẽ trở về cốc tiếp tục tu tập sau 7 ngày. Thế nhưng sau 7 ngày vẫn không thấy thầy Minh Tuệ quay lại thì dĩ nhiên gia đình lo lắng quá đi chứ. AFA cũng cho biết đây là lần mất tích thứ hai của vị tu hành theo hạnh đầu đà của Phật giáo. Lần thứ nhất là khi sư Minh Tuệ và đoàn hơn 70 khất sĩ bộ hành từ Bắc vào Nam nghỉ chân ở xã Hương Thọ, thành phố Huế thì bị công an bố ráp vào rạng sáng ngày 3 tháng 6. Và đây là hình sư thích Minh Tuệ. AFA nhắc lại, sư Minh Tuệ bị đưa vào công an tỉnh Gia Lai để làm căn cứ công dân, rồi bật vô âm tính, còn các đồng tu khác bị buộc trúc y phấn tảo và đưa lên xe khách bỏ lại ở các địa phương khác. AFA dẫn nhận xét của một nhà quan sát về Phật giáo ở trong nước cho rằng, Số phận của sư Thích Minh Tuệ cũng như những đồng tăng đang trông trên vô định trong sự quan sát của nhà nước vô thần và họ cũng gần giống với số phận nhà nước Việt Nam với bàn chân đang sát lằn ranh của danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt vì tự do tôn giáo và rất nhiều tổ chức nhân quyền và các chính sách quốc tế đang đợi xem Việt Nam sẽ làm gì với những người tu tập tự do này. Theo ông này có nguồn tin cho rằng ban tôn giáo và lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam đang tìm một giải pháp thích hợp nhằm xử lý sư Minh Tuệ và các đồng tu như gây áp lực cho gia đình để đưa ông đi bộ hành ở Ấn Độ hay Tây Tạng rồi không thể trở về Việt Nam nữa. Người này cũng không loại trừ khả năng sẽ có cách xử lý tàn bạo như các sự việc sau năm 1975, đặc biệt dẫn lại trường hợp của một sư tinh lạnh Ibumba hồi tháng 3, được tìm thấy trong tư thế treo cổ ở trong nghĩa trang sau nhiều lần bị công an sách nhiễu. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Số phận sư thích minh tuệ đang trong trên vô định Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Thích chân Quang, sản phẩm của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày 29 tháng 6, blog Trân Văn trên VOA Tiếng Việt bình luận xây dựng chủ nghĩa xã hội và những sản phẩm như Thích Trân Quang. Tác giả đánh giá chuyện ông Vương Tấn Việt, pháp danh là Thích Trân Quang, đột nhiên trở thành tiến sĩ chuyên ngành hiến pháp và hành chính. Với nhiều yếu tố bất thường, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định trong đào tạo, Bộ Giáo dục Đào tạo phải lên tiếng, yêu cầu Đại học Luật Hà Nội báo cáo thật ra không quan trọng bằng việc các giáo sư tiến sĩ và phó giáo sư tiến sĩ đang tham gia đào tạo đội ngũ luật gia của Việt Nam đồng thanh hoan hô ý tưởng biến nghĩa vụ thành điều kiện khoát nghĩa vụ lên vai con người buộc họ thực thi nghĩa vụ trước khi muốn hưởng các quyền căn bản vốn đã được nhân loại trong đó có cả Việt Nam công nhận là đương nhiên và đây là hình bài trên blog Trần Văn Voa tác giả Mỹ Mai từ sau Thế chiến thứ hai đến nay dường như Việt Nam là quốc gia duy nhất mà một tập thể được xem như tinh hoa của giới nghiên cứu, đào tạo luật gia, cùng bày tỏ sự tâm đắc với ý tưởng, phải có tuyên ngôn toàn cầu về nghĩa vụ con người nhằm dùng tuyên ngôn đó như đối trọng với pháp luật quốc tế và nhân quyền. Tác giả nhận xét, trong khi tuyên ngôn quốc tế nhân quyền thúc đẩy các chính phủ và cộng đồng xem việc được sống, được mưu cầu hạnh phúc, được tự do bày tỏ chính kiến, được đối xử bình đẳng, bất kể chủng tộc, tôn giáo, giới tính, các dân tộc có quyền tự định đoạt thể chế chính trị và theo đuổi đường hướng phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa là những quyền tất nhiên, vô điều kiện, không thể tức bỏ vì bất kỳ lý do nào, thì ý tưởng của ông Vương Tấn Việt muốn xác lập các nghĩa vụ buộc phải chu toàn những nghĩa vụ ấy trước khi muốn hưởng các quyền căn bản của một con người được hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ khen là tuyệt. Tác giả cho biết 100% thành viên của hội đồng vừa kể không chỉ nhất trí với việc ông Việt xứng đáng là tiến sĩ luật bởi ông chỉ ra được những điểm hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong pháp luật về nghĩa vụ con người, mà còn khen ngợi ý tưởng nên soạn tuyên ngôn toàn cầu về nghĩa vụ con người là đột phá, táo bạo. Và đây là hình thượng tỏa thích chân quang. Đồng thời, hội đồng trên cũng khẳng định, việc xác lập áp đặt nghĩa vụ lên các quyền đương nhiên của một cá nhân là có giá trị nhân văn vượt khỏi khuôn khổ nghiên cứu thuần tí lý luận và luật học về nghĩa vụ con người và là cơ sở để rút ra những nhận định có giá trị để đưa ra các đề xuất hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ con người trong pháp luật Việt Nam. Tác giả cũng cho biết, gần đây khi công chúng bắt đầu chú ý đến luận án của ông Việt, video clip ghi lại buổi bảo vệ luận án của ông Việt trên YouTube đã được chuyển sang trạng thái riêng tư, không cho tham khảo nữa. Tương tự, bộ phận quản trị website của Chùa Phật Quang, nơi ông Việt làm chủ trì, mới đưa trang web vào tình trạng bảo trì, không cho thiên hạ truy cập nữa. Theo tác giả, Đại học Luật Hà Nội, nơi đỡ đầu, tạo ra và đưa tiến sĩ Vương Tấn Việt vào học giới cũng đang vất vả chống đỡ dư luận. Song phương thức chống đỡ mang sắc thái riêng của một nhà nước đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thay vì tham gia tranh luận để phân định đúng sai về học thuật, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Đoan, giảng viên cao cấp của Đại học Luật Hà Nội, người hướng dẫn ông Việt thực hiện luận văn tiến sĩ đã cảnh báo công chúng thế này. Các Facebooker hãy thận trọng và cân nhắc kỹ khi bình luận, không xúc phạm đến danh dự của tổ chức, cá nhân, đừng tự đưa mình vào trạng thái như Nguyễn Phương Hằng, bà chủ của công ty Đại Nam. Tác giả kết luận, không phải tự nhiên mà nhiều người cùng cho rằng, Phật giáo tại Việt Nam đang trong giai đoạn đáng ngại, tới mức chưa bao giờ như bây giờ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thích Trân Quang, sản phẩm của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.